Xin chào mọi người. Bây giờ là buổi tối, đang ở bệnh viện Nhi Đồng 1. Bệnh viện đang sửa chữa nên căng tin bách hóa rời tùm lum hết. Mấy bữa trước là mình đi chăm em đẻ, bữa nay em bé lại bị bệnh rồi, lại lên viện rồi. Em bé bị lây nhiễm ho nha, viêm phổi. Đó, lên viện mà nằm nội trú, nằm vậy đó. Lên viện nằm nội trú là em bé nằm hết ngoài hành lang đó. Giờ thì viện đang sửa cho nên là không có chỗ đâu. Đây là cầu thang bộ. Đây ở trên lầu 1 nên lầu 2 là đã có người ngủ ở cầu thang bộ luôn rồi. Đó, mọi người thấy không? Lầu 2 là đã có người ngủ ở hành lang rồi, ngủ cầu thang luôn. Còn đây là lên trên tầng 2 đây. Này đang chờ vào thăm em bé của mình đi ở trong này. Em bé nằm trong lồng kính ở trong này nha. Con em bé khám xong rồi nằm ở ngoài này. Đó, la liệt. Người nhà nằm ở đây. Chào các bạn nha.